Bây giờ thì sẽ đến một cái phần cũng không kém phần hấp dẫn khác, đó là những cái món đồ mà mình được tặng. Đầu tiên, đây là một cái sản phẩm của Vujoa UK. Mình được bạn thân của mình ở UK về chơi, thế là có tặng cho mình cái túi này. Mình thấy hình như cũng khá là đám, túi này cũng được nhiều chị em săn lùng phích ở trên Shopee, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà trong đây thì có 3 sản phẩm chính. Một cái là eyeliner Ultra Black, em này thì mình đã dùng qua rồi và rất là thích. Tại vì cái đầu của nó rất là mảnh, mọi người thấy không? Và nó kiểu rất là nhọn và nó cứng á, cho nên là khi mà mọi người vẽ thì cực kỳ dễ luôn. Một cái là mascara và một cái là son Velvet Roof Edition. Em này là màu số 4, là cái màu mà hình như được rất là nhiều bạn nữ Việt Nam yêu thích. Đó, rất là xinh. Mình sẽ thử, em này hình như là màu cam đào thì phải. Bên cạnh đó thì bạn mình có bỏ thêm một cái son này. Son này là son Roof Edition. Màu này là màu Pink Catwalk. Đó, trời, một cái màu hồng siêu nổi luôn. Đây là một cái món quà rất là đặc biệt mà mình cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Đây là quà của bạn Quỳnh, là một bạn xem video của mình chắc là cũng từ rất là lâu rồi đúng không bà Quỳnh? Thì đợt vừa rồi thì Quỳnh có từ Úc về chơi. Quỳnh thì đang sống ở Úc, nhưng mà đợt vừa rồi thì Quỳnh về chơi, thế là Quỳnh có hẹn gặp mình với lại em Thủy ở bên channel Giant Beauty á, và có tặng cho tụi mình mỗi đứa một cái túi quà như thế này. Mình đã khoe mẽ với mọi người ở bên Snapchat rồi, nhưng mà các bạn ở bên YouTube thì chưa biết, thế nên là hôm nay cho mình thêm một lần nữa khoe mẽ cái món quà này. Và thật sự là không biết nói như thế nào nữa mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc á. Kiểu giống như là tụi mình quen biết nhau là qua mạng thôi, cũng chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời cả, mà bạn quý trọng để mà có thể tặng mình một cái món quà như thế này. Và từ lúc đó đến bây giờ thì tụi mình lại còn hay giữ liên lạc, lại hay tán tiếp trò chuyện make up. Nói chung là xin trời dưới đất rất là quý những cái tình bạn như vậy. Và mình thật sự là rất là cảm ơn mọi người. Tôi rất là cảm ơn bạn nha, bà Quỳnh. Mở ra nha. Đây là một cái đặc sản của Úc. Đây là sô-cô-la Tim Tam Original. Mình là một đứa rất là nghiện sô-cô-la Tim Tam. Khi mà mình ở bên Thái thì trong siêu thị của Thái bán rất là nhiều Tim Tam, và mình phải kiềm chế rất là nhiều, tại vì ăn cái này thì rất là mập, mọi người biết đó. Nhưng mà tại vì nó quá là ngon thì trúng tủ của tôi rồi nha bà Quỳnh. Và tôi vẫn để dành cho đến ngày hôm nay để mà quay xong cái video này thì tôi mới dám mở ra ăn, đó là bà biết tôi phải kiểu chịu đựng như thế nào rồi đó. Tiếp theo thì trong đây có rất là nhiều những món đồ skincare và make up luôn. Để đi qua những cái món đồ skincare trước nha. Đây cũng là một cái siêu phẩm của Úc, hình như là household nào ở Úc cũng có hết, là Lucas và Paul ointment. Em này là giống như kiểu Vaseline á, thì mọi người có thể dùng để dưỡng mô, dưỡng những cái chỗ nứt nẻ. Chung là một cái tuyết này thì dùng được rất là nhiều công dụng khác nhau. Tiếp theo, đây là một cái serum dạng dầu Rosehip Oil, là dầu tầm xuân của hãng Trilogy. Trời ơi, cái hãng này siêu mắc luôn á. Cái chai này 30ml. Trời ơi, cảm giác cầm trên tay là thấy rất là chắc chắn nha. Cái chai của nó là làm bằng thủy tinh chứ không phải là làm bằng nhựa. Và cái công dụng của em dầu Rosehip này á, là có công dụng là brightening nè, là làm sáng màu da nè, làm mờ vết nhăn và những cái đường giống như là lão hóa đó, và làm cho da trở nên đàn hồi và căng bóng. Trời ơi, thích quá. Tiếp theo thì đây là một cái chai dầu Argan Oil của hãng OGX luôn, cùng hãng với hai cái chai dầu gội xả mà mình vừa mới mua. Em này thì quá là nổi tiếng rồi, và mình sẽ dùng thử 100ml. Còn lại là những món đồ make up. Ta-da! Đầu tiên đây là một thỏi son của Shiseido. Đây là cái thỏi son 2 đầu tiên mà mình sở hữu.
Và trời ơi, đây là một cái màu nude kiểu mauve pink và có một chút ánh tím ở trong này. Không có mùi gì hết nhưng mà cái packaging nhìn siêu siêu đẹp, nhìn rất là kiểu luxury á. Tiếp theo đây cũng là một cái son này là của Revlon, màu này là màu Kiss Me Coral, một cái màu cam đỏ. Rồi tiếp nữa là CC cream của Vogue. Quỳnh nói là em này dùng rất là mỏng nhẹ, rất là dễ chịu đúng không? Và trong này thì hydration là thích hợp cho da khô của mình nữa. Và nó lại còn có chỉ số chống nắng SPF 15. Tiếp theo đây là concealer của Maybelline Super Stay Better Skin. Màu này là màu light. Thì Quỳnh kêu ở bên Úc nó chỉ bán cái dạng tuyết như thế này thôi, chứ không có bán cái dạng thỏi như là bên Mỹ. Em này nghe rất là nhiều người khen mà mình chưa có dùng bao giờ hết. Và hôm nay đã có cơ hội dùng rồi. Cuối cùng thì lại là một cái mascara của Maybelline. Em này thì là Lash Sensational, thì chắc mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Mình có một cây dòng traditional vỏ màu hồng, thì Quỳnh tặng cho mình một cái dòng mới là vỏ màu đen. Còn không? Hết rồi. Y thế rồi. Và đó là những món đồ mà bạn Quỳnh tặng cho mình. Theo thì đây là một cái hộp quà đến từ Carmart Việt Nam. Thì ở bên hãng có gửi tặng cho mình một số cái sản phẩm. Và mình đã rất là kiên nhẫn. Từ lúc đó tới bây giờ mình chưa hề mở cái hộp này ra. Mình chỉ vừa mới lấy dao rọc ra thôi. Còn lại thì chưa có nhìn bên trong này là quà gì hết. Bây giờ mình sẽ unboxing để cho mọi người cùng xem là lần này thì hãng gửi tặng mình những cái món quà gì nhé. Trời, đầu tiên đập vào mặt đây là một cái hũ siêu siêu bự. Đây là Honey and Gold 2-in-1 2-in-1 Snail Honey Ginseng with Gold Sleeping Serum Mask. Wow, đây là một cái hộp mặt nạ có tinh chất snail là ốc sên, mật ong, nhân sâm và vàng. Trời ơi, thích quá đi. Em này siêu bự 70g luôn. Cái mask 70g này không biết là dùng đến bao giờ. Em này là em này là kiểu giống như mặt nạ ngủ, không phải rửa lại đâu nhá. Trời ơi, mình rất là hồi hộp để test thử em này. Mình sẽ cho mọi người một cái review sau nha. Tiếp theo là những cái món ở trong này. Trời ơi, đây là những món đồ make up dễ thương quá à. Đầu tiên đây là Eye and Cheek Cream. Đây là kem má hồng, kim, kem mắt. Dễ thương quá, đây là một cái mùi đào. 2-in-1 Eye and Cheek Cream. Hình như năm nay đang xu hướng mùi đào và những cái sản phẩm có mùi đào. Theo thì đây là một cái tiếp kem chống nắng. May quá mình vừa mới xài hết kem chống nắng luôn. Invisible Sun Protection SPF 33 VA3 dấu cộng. Tiếp theo Anti-Acne Anti-Aging Auto Aura Automatic Aura Cream. Đây hình như là kem nền. Kem nền, màu này là màu natural beige. Cái em kem nền này hình như là cùng màu với cái em cushion. Đây để cho mọi người xem. Đây là cái cushion mà lần trước Cathedon Comart Việt Nam có gửi tặng mình. Thì mình rất là thích kem cushion này. Hôm nay mình lại có thêm một cái hộp kem nền để test out nữa. Yeah, thích quá đi. Cuối cùng thì đây là hai cái sản phẩm dành cho mắt. Đầu tiên là một cái crayon. Cái này là son môi Velvet Matte Lip Smooth. Đây là son môi nhưng mà dạng bút chì crayon. Màu này là màu Something Yes. Nhìn cái nắp thì hình như là wow, một cái màu nude cam. Trời ơi, xinh quá. Mở làm sao đây? Một cái màu kiểu nude cam đào á. Xinh quá đi. Và cuối cùng
đây là một cái sản phẩm mà mình ngóng chờ nhất, và chắc là mình phải làm video sớm với em này để xem coi là nó thần thánh như thế nào. Đây là Real Proud 4D Tattoo Team. Đây là kiểu cây chì vẽ chân mày nhưng mà giống như là xăm á, chứ không phải là vẽ không. Thì cái trend này đang nổi tiếng hình như từ rất là lâu rồi mà mình chưa có sử dụng qua một cái kiểu chì xăm chân mày nào hết. Nên là mình rất là hồi hộp để mình chắc là sẽ làm một cái video first impression để cho mọi người thấy là cái độ thần thánh của em nó đến đâu nhé. Thế thôi, thì đó là những cái sản phẩm mà Comrade Việt Nam gửi tặng cho mình rồi. Nếu mà mọi người có hứng thú muốn mình làm review về cái sản phẩm nào thì mọi người hãy comment bên dưới cho mình với nha. Và cuối cùng cũng đã hết haul của ngày hôm nay. Rất là nhiều sản phẩm. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Mình biết là mình rất là thích xem những cái video haul như thế này, và mình nghĩ là mọi người cũng vậy đúng không? Nếu mà mọi người cũng thích thì hãy nhớ thumbs up và đừng quên là subscribe cho kênh YouTube channel Critic Nè Beauty để đừng bỏ lỡ qua những video tiếp theo nhé. Và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye bye.